Hello, chào mọi người. Kỹ sư Hẻm đã quay trở lại. Hôm nay mình đang có mặt trên trường đua 2K để mình chuẩn bị gia nhập một cái bộ môn mới, đó chính là bộ môn đua rắc. Thì vì sao? Thì vì ở trên sân đua 2K này, nếu mà nói về cái đua hai cua thì ít người chơi, nhưng mà nói về cái đua rắc á, thì bảo đảm là cái sân đua 2K là một nơi mà những anh em mê cái bộ môn The Rắc Racing thì không thể nào mà không biết đến. Thì dĩ nhiên khi mà mới nhập môn vô thì dĩ nhiên cái chuyện mà làm xe, làm cọ các thứ hết là sẽ có một cái đội ngũ riêng làm cho mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ đau đầu để mình nghiên cứu cái phần tiếp theo mà cũng khá ư là tốn kém, đó chính là phần vỏ lốp. Vì sao? Vì với một cái xe đua thì cái vỏ lốp cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là giá thành nó phải rẻ và nó phải ngon và phù hợp. Thì dĩ nhiên với cái dân mà mới chơi như mình thì gọi là cái dân mới tập sự và dân bán chuyên, thì mình sẽ phải kiếm một cái dòng vỏ nào đó mà để phù hợp với cái nhu cầu chơi của mình. Và ngoài ra mình cũng sẽ gắn thêm trên những chiếc xe mà đi chợ hàng ngày hoặc là đi phố, thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho các anh em về cái hãng vỏ mà mình đã nghiên cứu ra. Đây là cái hãng vỏ có thể nói là cái tên tuổi nó mới với người Việt Nam, nhưng mà thật ra nó là có tên tuổi lâu năm của Thái Lan, 100% made in Thái Lan nha. Đây, vỏ nó là vỏ Champion. Nếu mà ai đã từng đi Thái Lan, mình đã đi Thái Lan rất là nhiều lần cho Suzu đua, thì mình thấy bên đó rất là nhiều người xài vỏ Champion này, nhưng mà tới bây giờ mình mới có dịp để mình sử dụng nó tại Việt Nam. Thì khi mà mình nghiên cứu nó thì mình thấy nó có rất là nhiều dòng vỏ. Thì dòng vỏ nó chia làm hai phần. Phần chính có nghĩa là phần vỏ có ruột và phần vỏ không ruột. Thì vỏ có ruột dành cho tất cả những anh em nào xài bánh căm. Bánh căm thì dĩ nhiên là phải đi vỏ có ruột rồi, còn nếu mà mình chế cái không ruột thì nó tốn tiền lắm. Cứ đi vỏ có ruột thì cho nó rẻ. Giá cả của cái hãng Champion này rất là ngon, với vỏ có ruột thì nó chỉ từ 250, 270 một cái hết phim. Rồi còn với những cái vỏ mà không ruột mà mình đang nói dòng rắc á, thì với những cái vỏ không ruột thì bản của nó sẽ bự hơn một tí xíu so với dòng rắc, thì giá nó sẽ cao hơn, chỉ từ 300 mấy tới 400 mấy. Nói chung là tới 400 mấy là kịch kim của cái dòng vỏ này rồi. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem đó. Đây là cái dòng vỏ SR45. Thì cái bảng của nó là 2.75-17, 2.75-17, thì nó ngang ngang với lại mấy cái vỏ mà size khoảng 70-90-17. Đây là một cặp 70 và 80-90-17. Đó, mà cái mâm này nha, mâm này là mâm của BRT Gemco, thì mâm này là mâm 1.6. Đó, mâm 1.6 là cái mâm mà gần như là cơ bản đa phần những cái dòng xe rim quay, xe số phổ thông thông thường thường hay sử dụng. Thì cái dòng này thì là dòng không ruột nè. Đó, nó chỉ từ 300 mấy, cái đằng trước này 300 mấy nè. Rồi cái đằng sau là 400 mấy. Rồi thì các bạn thấy ha, mâm 1.6 mà bỏ vô có vẻ như phía đằng sau nó vẫn rất là phù hợp, thậm chí là mâm bự hơn vẫn xài được luôn á, mâm tới 1.8, 2 chấm vẫn xài được cái vỏ 80 này. Không vấn đề, thậm chí cái vỏ nhỏ xuống nữa, cái mâm nhỏ xuống nữa cũng không sao. Mình có thể sử dụng cả trước sau đều là size 70 đều được, hoặc là mình xài trước sau 80 đều được, đó là tùy vào cái sở thích của mình thôi. Thì cái dòng gai này á, nói chung là cái dòng gai này thì chúng ta sẽ chạy phố thoải mái. Cái cao su của hàng Champion này với những dòng này theo mình thấy là rất là ok. Giá thành rẻ mà đồ ngoại nhập, mà cái hãng Champion này các bạn có thể kiểm tra ha. Nó là cái nhà máy sản xuất lớn tất cả các loại vỏ xe, từ xe hơi, xe máy, rồi xe đủ các thứ, chỉ trừ xe tăng hay là chạy xích thì nó không xài thôi. Rồi, thì đây là mình nói về cái dòng mà không ruột thì nó là SHR45. Còn vỏ mà có ruột, đây bắt đầu mình sẽ lấy mấy dòng vỏ rác đây, bắt đầu mình đang nghiên cứu. Với những dòng vỏ rác này thì size nhỏ nhất của nó đang là size 45-90-17. 45-90-17. Vỏ rất là nhỏ, siêu nhỏ luôn. Mấy bạn nào rắc mà muốn mạnh nè, có thể mua những cái vỏ này khoảng 250 một cái nè, ngon lành cành đào. Rồi muốn size lớn hơn tí xíu, chẳng hạn như ai mà xài trước 45 nè, sau 50, size lớn hơn tí xíu cũng ok. Và các bạn yên tâm ha, nếu mà chúng ta chơi bán chuyên xe chúng ta thì cái vỏ này chịu được tốc độ tới 160 km/h lận. Thì 200m mà xe bán chuyên mà chạy thì chắc cũng không tới được tốc độ đó đâu. Thì chỉ khoảng theo mình chú ý thì tầm tới 120-130 là đã hết 200m rồi. Đó, nếu mà ai mà chơi bán chuyên thì chơi này ngon bổ rẻ, khỏi phải mất công đi săn tìm, chi cho nó mất công. Rồi kế tiếp đó là bắt đầu tới cái size lớn hơn. Size của nó là bắt đầu tới size 60 ha, 60, và bên đây là size 70. Rồi cái 60 cái 70 thì các bạn có thể thấy là nó bự hơn tí. Rồi với size 60 và 70 này theo như mình thấy là mình có thể
vẫn xài lên trên được những chiếc xe số thông dụng, cái vỏ nó nhỏ hơn tí thôi. Nếu mà ai thích mà kiểu như đi xe phổ thông nhưng mà có cặp vỏ nhỏ, nhìn cho nó ngầu lòi, thì chúng ta có thể sử dụng size này 60 và 70. Rồi nói chung là 45 nè, 50, 60, 70. Đó là bốn cái size của cái dòng vỏ có ruột. Rồi khi mà bắt đầu muốn mà lên không ruột thì các bạn nhớ ha, bắt đầu lên dòng vỏ 70 nè, 80 là nó không ruột. Rồi còn ai mà có cảm giác là thích mà đi theo kiểu mà địa hình một tí xíu, các bạn thấy gai ha, thường là gai địa hình nó sẽ thành phân bố thành từng cục từng cục từng cục để nó có thể dễ loại sinh, thì có thể là mình sử dụng những cái dòng như thế này, SR45. Rồi cái dòng SR45 này dành cho các bạn nào mà có thích đi địa hình có đá dăm, đá mi hay là đi phượt các thứ gì đó, những dòng xe mà nó có hơi hướng cổ điển để đi bánh căm được thì chúng ta có thể sử dụng. Nó có size cũng khá là nhiều, 2.75 trước sau đó, xài rất là ok. Nhìn nó nhỏ vậy nhưng mà khi mà bơm lên cái mép này nó bự ra, nó phồng ra đó, nó sẽ phồng ra thì nó cũng khoảng khoảng cỡ này, chứ nó không phải là nhỏ hiếu đâu, tại vì do này nó ép là nhà sản xuất đó đó. Thì với một cái giá thành mà mình mới tập chơi mà chỉ cho một cặp vỏ trước sau mà cho xe rắc chỉ từ 500.000, và thậm chí là một cặp vỏ trước sau mà trang bị cho xe phổ thông nhẹ nhàng ăn chơi các món của mình thì cũng chỉ từ khoảng 700-800 một cặp, tùy vào mình mua loại nào, là đã có thể có một cặp cấp lết đó. Thì nói chung là theo mình thấy thì quá ư là ok. Cái vỏ này nói chung là đã là ngoại nhập mà giá thành rẻ chính hãng thì chúng ta không ngại ngần gì mà chúng ta không mua ha. Thì cái mẫu Champion này các bạn có thể mua ở rất là nhiều nhà phân phối, hiện giờ người ta có thể bán rất là nhiều ở ngoài như là Trung Thu Shop nè, rồi những cái cửa hàng hiện giờ là bắt đầu đã đang bán cái dòng vỏ Champion này rồi. Theo mình thấy thì nó rất là ok với cái giá thành này, về cái chất lượng của nó, cao su của nó thì mình cảm thấy rất là ngon. Đấy, đấy là một cái review cảm quan và mình cảm nhận khi mình cầm trên tay những cái cặp vỏ này, nó rất là mềm dẻo. Rồi ok, thì sắp tới là chiếc xe rắc của mình sau khi hoàn thiện là mình sẽ sử dụng cặp này và mình test thêm cho các bạn xem ha. Rồi nếu bạn nào muốn mua hoặc ủng hộ thì cứ hãy lên trang web, hoặc là bạn có thể search Trung Thu Shop về dòng vỏ Champion là cũng có luôn á. Rồi cứ nhớ Champion ha, đó cái tên mình đã ghi rất là rõ dưới. Rồi chào mọi người, hy vọng là mọi người đã có một cái kiến thức riêng về vỏ xe rắc racing.